Một Phật tử nữa hỏi rằng: con bạch thầy, con có con gái đã lớn, nhiều người đến muốn được kết duyên, xong đến không đến được, bởi khi con còn nhỏ, con bị đuối nước ở trong suối, có người cứu con lên và đi xem, họ nói là con có người mặc quần áo bộ đội họ theo con từ khi ấy, từ khi đó. Vậy con xin thầy cho con một lời khuyên, con phải làm thế nào? Con đọc kinh Địa Tạng thì cứ buồn ngủ, không đọc được nữa. Mặc dù con rất thích đọc Địa Tạng, con kính xin thầy bố thí cho con lời khuyên. Đọc một cái buồn ngủ thì đọc cái đấy, thì đọc kinh thế, thì đọc cái gì? Giống như ăn cơm mà buồn ngủ, cái miệng thì không đút vào mà cứ đút ra ngoài cho nó rơi xuống đất thì có no không các quý vị? Vẫn ngồi vào mâm cơm, nhưng mà cứ ngủ gật, ngồi mâm cơm cứ ngủ gật, cứ cầm thìa cơm lên thì cho ra ngoài rồi gật gù này, thế thì hết bữa cơm mọi người thì thôi đi dọn cơm, mình có no không? Hả? À? Mặc dù mình cũng ngồi trong mâm cơm đúng không? Nhưng mà thì cứ buồn ngủ, cứ ngủ gật, đút cơm ra ngoài thì có no không? Không no. Cho nên là phải cố gắng. Cái thứ nhất, muốn chữa bệnh buồn ngủ có rất nhiều cách, nhưng mà cái cách quan trọng nhất là cái tâm của mình này này, là phải gì? Vững vàng hướng lên, nhất định không ngủ, nhất định không để cho ngủ. Cuộc sống có là bao đâu, Đức Phật nói cuộc sống chỉ trong hơi thở, hít vào không thở ra nữa, đó là gì? Qua thế giới bên kia. Cho nên nay ta gì? Được thân người là khó. Phật nói được thân người là khó, được gặp Phật Pháp càng khó hơn. Nay ta được thân người chưa? Được rồi. Được gặp Phật Pháp càng khó hơn ra, được gặp chưa? Cầm kinh Địa Tạng trong tay, thế là gặp Phật Pháp rồi. Được rồi. Đây là một nhân duyên mà rất lớn của chúng ta gieo nhiều đời nhiều kiếp với Phật. Vì vậy mà gì? Nhất định không để uống qua một đời. Tâm của mình phải vững vàng như vậy. Nhất định không gì? Không thể để cho ngủ được. Nếu mà nó buồn ngủ, cơn buồn ngủ nó cứ đến thì gì? Căng mắt lên. Và gì? Thậm chí là dùng cái tay gì? Véo cái tay của mình thật gì? Thật mạnh cái đuôi, cái dái tay của mình này. Đó, rằng thật mạnh nó vào. Hoặc là đi làm cả một cái khăn thì thấm nước ướt vào. 5-7 phút sau thì lại gì? Lau mặt thế này. Tôi hình như buồn ngủ hay sao ấy. Lau như thế. Thế là nó sẽ được vài phút. Được vài phút xong rồi nó buồn ngủ thì lại tiếp tục. Mình không thể để thua nó. Trong tâm mình phải hướng lên thì không thể để cho buồn ngủ ngày hôm nay, và không thể để cho nó buồn ngủ vào ngày mai. Tâm là số 1. Cái này rằng tay này với là dùng cái khăn này là phương tiện thôi, là số 2, số 3 thôi các quý vị. Nhưng tâm phải là chiến đấu gì? Là số 1. Đó. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói ý đứng đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Đó. Tương tự như vậy, Đức Phật nói là gì? Ý đứng đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý nhiễm ô, tức là để cho gì? Cái cơn buồn ngủ nó thì nó giằng kéo và nó dập vùi dập mình, tức là ý đó là ý nhiễm ô đó. Nói lên hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Đó, cho nên á, tâm ý chúng ta là cái số 1 để chiến thắng cái cơn buồn ngủ đấy. Vì vậy cái trường hợp này thầy khuyên là về thì Phật tử này đọc kinh, nên không chỉ Phật tử này đọc kinh mà phải bảo cái đứa con gái cũng đọc kinh. Vì sao? Vì cái nghiệp của nó phải trả, mình chỉ trợ duyên thôi. Nghiệp của nó làm sao? Thì nói là lần chết đuối, ngày xưa chết đuối thì được người ta cứu, thì thấy gì? Có người nói thấy anh bộ đội anh thì anh cứu, thì bây giờ anh đi theo. Thì bây giờ trước hết là phải bảo cái bé đó nhất tâm tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Nếu ăn chay được là cái tốt, không ăn chay được chọn thì thôi, thì cố gắng đừng có sát sinh. Đó. Gặp gì ăn đấy, gia đình cho ăn gì ăn đấy. Trong những ngày đấy thì tránh sát sinh được là tốt nhất. Và nếu nó gì nó đi làm nó có vài đồng tiền rồi ấy, thì bảo nó gì nên phát tâm cúng một pho tượng Địa Tạng, hoặc là một gì một vài quyển kinh, không được nhiều, được một quyển được. Một quyển kinh có 15-20 nghìn chắc là được đúng không? Chắc là được. Hoặc là vài chục quyển kinh, hoặc là 100 quyển kinh, tùy theo cái điều kiện kinh tế.
Nếu ít nhất thì cũng nên cúng để giao duyên lên một hai quyển, một vài quyển kinh Địa Tạng, để gì, để phát cho người khác đọc tụng cùng mình. Một mình không gánh hết nghiệp của mình thì mình san cho người khác, để người khác gì, người khác gánh bớt mình. Giống như đi qua một gì, đi qua một cái đầm lầy, leo một cái gì, một cái dốc đứng, mà mình trên vai của mình đang vác một cái đồ thật là nặng. Nhưng khi đó gặp rất nhiều người đi bên cạnh mình, họ cũng đi qua cái con đường đó, họ đi tay không, chúng ta có thể chia sẻ bớt ra một tí là: bác ơi, bác hộ cháu một chút cái này nhé. Mình nhờ họ cầm cho một gì, một chút. Sang bên kia, tới vào bên kia, họ lại đặt lại trả mình. Vậy là mình đã qua cái gì, qua cái đầm lầy hoặc qua cái đoạn dốc khó khăn rồi, có đúng được không? Giống như ngày xưa các cụ các Phật tử mình hay ở nông thôn hay gì, đi gặt hay là đi củi đi đâu, hay kéo xe thì cải gì các người nhà, xe cải tiến, cái xe nó nặng mình chúng ta không kéo được, thì đi qua một cái đoạn dốc, gặp người nào đi qua một cái: bác ơi, bác giúp hộ em với, bác có giúp hộ cháu với, đẩy cháu qua cái dốc với, có ai bỏ mình đi không các quý vị? Không, chắc chắn họ sẽ dừng lại đẩy mình qua cái dốc, và mình chỉ cần gì, thế cảm ơn bác qua dốc rồi, cảm ơn bác nhé, cháu cảm ơn nhé, hoặc em cảm ơn nhé, thế là hết đoạn dốc, đoạn bằng mình là kéo băng băng đi mà các vị, hiểu không? Cho nên cái vấn đề gì, ấn tống kinh điển tạo tượng, nếu mình công đức tạo tượng á, tức là gì, mình nhờ Phật Bồ Tát gánh hộ mình đấy các quý vị. Mình in kinh á, tức là gì, nhờ người khác đẩy hộ cái nghiệp của cái xe nghiệp của mình á, vượt qua cái chỗ trông gai khó khăn nhất đấy các quý vị. Phóng sinh tu phúc, tức là gì, tạo công đức để cho cái phước báo của mình tăng lên. Giống như mình kéo cái xe ấy, đến lúc nó đói quá, khát quá thì ngồi vào cái bóng râm, mệt quá rồi ngồi vào bóng râm, lấy nước, lấy gói cơm ra và chén. Chén nó no đủ sức rồi, mình sẵn sàng cái gì. Lúc đói thì cái xe cải tiến đó mình không kéo được qua cái dốc đấy, nhưng mà nạp năng lượng vào rồi, thêm sức khỏe rồi thì cố gắng có kéo được không? Được. Cho nên phóng sinh tu húc bố thí cũng chẳng làm việc thiện. Tức là giống như mình thì mình đói mình ăn thêm vào, khát mình uống thêm vào, cho nghỉ một chút cho có sức khỏe để kéo cái xe của mình về tới nhà mình vậy. Hiểu không? Đấy. Cách làm phúc làm tiền, tiêu nghiệp tăng phúc ở chỗ đó các quý vị. Có khó hiểu không? Chắc chắn không có hiểu. Tôi lấy ví dụ như vậy mà các cụ có Phật tử không hiểu được thì A Di Đà Phật. Tức là vái cả gì, vái cả nón đấy. Tôi nói như thế mà không hiểu thì là vái cả nón đấy. Không thể có cách gì cho các Phật tử hiểu được nữa thì thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là hiểu được, vì thấy các Phật tử rất chăm chú, rất chú tâm thì chắc chắn là hiểu được. Cho nên trường hợp này, trước hết phải khuyên gì, khuyên em nó tu, khuyên em nó tụng kinh Địa Tạng và hồi hướng cho gì, chính cái vong linh của cái chú bộ đội đó. Mà nói rồi thì thấy cái chú bộ đội mặt, còn nói bộ đội mặt thì hồi hướng cho họ, để cho và khuyên họ được siêu thoát đi. Nói với họ rằng là gì, thôi đấy gọi là có duyên không phận. Vì sao mà không phận? Vì đôi đường đôi ngã, người âm người gì, người dương. Người sống chúng ta gọi là người dương, người kia gọi là người âm. Âm dương không thể kết đôi hạnh phúc được. Cho nên khuyên họ nếu mà có duyên với nhau thì thôi hẹn ở kiếp sau, nhiều kiếp sau nữa thì chúng ta cùng tu, cùng được làm người, cùng ở trong một giai đoạn giống nhau, chênh nhau một vài ba tuổi thôi. Đó. Thì lúc đó thì chúng ta có duyên với nhau thì kết duyên. Hôm qua tôi đọc thấy một cái bài báo ở Indonesia, có một trường hợp là có một cái cụ bà 75 tuổi cứ đòi kết hôn với một cái anh chàng là 16 tuổi. Và cái anh chàng 16 tuổi cũng đòi phải được kết hôn với cụ bà 75 tuổi. Và cả hai đều nói rằng nếu không được toại nguyện đó thì chúng tôi sẽ gì? Sẽ đi tự tử. Và cuối cùng pháp luật cũng phải đồng ý, và cả hai họ cũng đều phải đồng ý cho một cụ bà 75 tuổi kết hôn với một cậu bé gì? 16 tuổi. Đó là sao các quý vị biết không? Cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp đã từng hứa với nhau, sinh ra đời đời kiếp kiếp gặp nhau thì đều làm vợ chồng của nhau. Vậy các quý vị, cho nên tôi mới khuyên các quý vị học Phật muốn được giải thoát á thì phải khuyên chúng ta chỉ hẹn là gì, có duyên là đời nào thì làm vợ chồng với nhau ở kiếp đấy. Đừng có nên thề là gì, đời đời kiếp kiếp gặp nhau. Trường hợp này là gì?
chính là do khuyên đời trước kiếp trước, nói là đời đời kiếp trước là vợ chồng của nhau đấy, cho nên đời này nó mới tìm đến nó theo nó bắt làm gì, phải làm vợ nó, cho nên nó không cho đi lấy người khác. Vì vậy bây giờ phải tụng kinh Địa Tạng hồi hướng và khuyên họ, khuyên rất nhẹ nhàng để cho họ biết ra, nói như nói chuyện với người sống với nhau thì họ mới hiểu ra, họ mới được đi siêu thoát. Cái trường hợp này có gặp nhiều rồi ạ, chúng tôi gặp rất nhiều. Mà mấy năm trước dữ dội nhất là cái chuyện ở dưới Mỹ Đức, con quỷ thành tinh 3.000 năm tuổi bắt một cái cô gái này. Cái cô gái này học đại học sư phạm, ra trường rất xinh đẹp, rất giỏi, thi vào đỗ hai trường đại học và cô quyết định học trường đại học sư phạm, lúc nào cũng đứng ở top đầu nhà trường, ra trường có công ăn việc làm vì học rất giỏi mà. Ra trường một cái vào cái huyện Mỹ Đức họ tuyển cô đi thi đỗ ngay và bắt đầu đi làm. Đi làm được một thời gian ngắn vài tháng thì có người đến hỏi, tìm hiểu một thời gian sau thì có người đến hỏi, hai bên bố mẹ đồng ý vì nhà cậu ấy cũng rất là giàu có mà ngoan, cậu ấy cũng ngoan, công ăn việc làm ngoan. Hỏi xong mấy hôm sau tự nhiên gì, đêm ngủ không thấy dậy mọi người vào mở cửa, chết. Một trường hợp. Trường hợp thứ hai hơn năm sau, cậu ấy chết hơn năm sau, cô ấy lại tiếp tục người tìm người thứ hai và cũng bắt đầu đi chạm ngõ chầu cau, bắt đầu chuẩn bị cưới, tai nạn ô tô, chết. Hơn một năm sau, cứ hơn một năm sau cứ như thế, hơn một năm sau lại một trường hợp nữa đến hỏi, chuẩn bị đến ngày gì, ngày đi chạm ngõ một cái thì đi xe máy lao vào cột mốc, tai biến liệt nửa người, nằm trơ trọi đó hết. Và cô ấy sợ 3 năm sau không dám hỏi ai nữa. Thì bây giờ lại có một anh chàng đến gì, mắt mé vừa đến mắt mé thì chuẩn bị đến, đến hỏi đến cưới một cái thì đi chơi đêm, người ta đâm cho gì, cho chết. 4 thằng con trai đến gì, đến hỏi làm vợ thì 3 người chết, một người tai biến nằm liệt giường liệt chiếu vì tai nạn xe máy. Và sau đó một thời gian sau thì trực tiếp cái con quỷ kia là nói gì, nó nhập vào cô này và nó khống chế luôn và không cho đi dạy học nữa, ở nhà đi chữa các nơi, đem xuống Hải Phòng gặp Hòa Thượng Quảng Tùng là chuyên bắt ma á. Chúng ta biết ai, chúng ta biết Hòa Thượng Quảng Tùng ấy, ở trong chùa Hòa Thượng là phó chủ tịch Chùa Giáo Phật Giáo Việt Nam, cụ bắt ma rất là giỏi. Đi xuống á, nó cười khanh khách, Hòa Thượng lấy cái Hòa Thượng có một cái lắc, Hòa Thượng bắt ma dùng cái lắc, Hòa Thượng cái lắc, tôi nhìn thấy Hòa Thượng nhiều bắt ma nhiều lần rồi, ngày xưa tôi đi học tôi nhìn thấy nhiều rồi. Hòa Thượng lấy cái lắc ra, nó cười khanh khách, nó bảo gì, ôi giời cái trò đấy á, xưa rồi, đây này, nó vỗ ngực nó bảo đây này, biết hết rồi. Hòa Thượng trì chú đại bi, hiền thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà đã đi kết ấn chuẩn đề trì chú đại bi, nó cũng kết ấn chuẩn đề, nó trì, Hòa Thượng trì từ trên xuống dưới, nó trì từ dưới gì, trì từ dưới lên trên. Chỉ từ dưới trên, mặc dù con bé đó từ trước đây chưa bao giờ biết đi chùa, chưa biết Phật Pháp là cái gì, nhưng mà tại sao nó lại thuộc chú đại bi, thuộc từ dưới, thuộc lên. Hòa Thượng chỉ từ đầu thiên thủ thiên nhãn lại xuống, thì nó chỉ từ dưới cuối chỉ lên trên đầu. Hòa Thượng lắc đầu vào thôi, trường hợp này thì không chữa được. Gia đình đem về, đem xuống Đức Pháp Chủ. Đấy, chính gia đình kể với tôi đem xuống Đức Địa Tam Pháp Chủ. Thì nó có nể hơn một chút vì nói chuyện, nhưng mà nó nói với Hòa Thượng, nó nói luôn với Đức Pháp Chủ là đây là gia đình họ kể lại, chuyện 100% gia đình họ kể lại, không phải tôi dám bịa ra cái này về liên quan tới các hòa thượng lớn, cho nên tôi không dám bịa. Và các vị biết đấy, nó xuống một cái thì nó nói với Đức Pháp Chủ, nó nói rằng á, đây là vợ của tôi. Tôi đã vất vả đi tìm 3.000 năm nay, bây giờ tôi mới gặp. Tôi gặp là gì? Gặp là hơn 20 năm nay rồi, tức là từ khi nó sinh ra đã gì? Đã theo nó từ đấy rồi. Và nó lớn lên, nó nói luôn là gì? 4 thằng, nó nói với Hòa Thượng là gì? 4 thằng đến đòi cướp vợ tôi giết 3 gì? Còn 1 tôi để cho ngoác ngoại. Nó nói luôn. Và nó nói rằng là gì? Hòa Thượng là người tu, Hòa Thượng đừng có dính vào cái chuyện gì, chuyện vợ chồng chúng tôi, đừng có chia cắt gì,
vợ chồng chúng tôi. Hòa thượng là người tu, hòa thượng cầu giải thoát, hòa thượng cứ giải thoát. Còn đây là vợ của tôi. Và hòa thượng nghe nói như thế, hòa thượng thôi, hòa thượng không giải quyết gì. Hòa thượng bắt gia đình về. Gia đình về được một thời gian sau thì cái năm đó là năm tôi đang làm, mới làm xong cái nhà khách, mới làm xong, mới làm chùa Tản Viên được khoảng độ hơn năm, nó khoảng độ năm 2010, làm chùa Tản Viên 2009, 2008 mà. Thì còn làm khoảng hơn năm, thì khoảng 2010, ngày đó là đường nhựa chưa đổ, mới đang bắt đầu khởi công và đang múc đường nhựa lên, mới đang múc đường lên 2010, giữa, nó khoảng độ tầm tháng 8, tháng 9, 2010 gì đó. Thì gia đình đem nó lên, đem lên là nhìn thấy tôi thì nó rất vui, nói chuyện bình thường và nó không dám chửi. Và gia đình người ta nói rằng đem đi rất nhiều các thầy rồi, nhưng duy nhất là xuống Đức Pháp Chủ nó không chửi. Nhưng mà nó nói với Đức Pháp Chủ là đây là vợ của nó, xin hòa thượng là đừng có can thiệp, đừng có làm gì. Nhưng lên tới đây thì thấy nó vui vẻ nhất, đi tất cả các nơi, đến tất cả kể cả cửa điện, cửa các ông thầy, bảo là đem xuống dưới ở Nam Định mà có ông thầy thờ Đức Thánh Trần giỏi lắm, bắt ma trừ quỷ giỏi lắm, xuống một cái nó làm ầm, nó phá lanh tanh bành điện cho ông ấy ra, và ông ấy thì ông ấy sợ quá, ông phải bảo người nhà mang về ngay, tôi không giúp được ca này đó. Và đem đến chùa Khai Nguyên ấy, thì nó ngồi nói chuyện với tôi rất vui vẻ, nói chuyện rất vui, nói chuyện hơn 3 tiếng đồng hồ các quý vị, nói chuyện với ma hơn 3 tiếng đồng hồ. Nó nói chuyện với tôi là kiếp trước đời trước nó như thế nào, làm sao nhân duyên với cô ấy như thế nào, và mình cũng gì cũng lựa Phật Pháp để khuyên nó. Và cuối cùng thì khuyên học Phật Pháp, nó đồng ý học Phật Pháp, khuyên nó quy Tam Bảo, nó đồng ý quy Tam Bảo. Bắt đầu nói hơn 3 tiếng đồng hồ cho phòng khách, xong tôi đem nó lên trên nhà tổ, ngày đó chưa chùa làm chưa xong, đem lên trên nhà tổ bảo quy Tam Bảo cho nó. Bắt đầu đọc quy Tam Bảo một cái, quy Tam Bảo thì quy Phật, quy Pháp, quy Tăng xong một cái, thì bắt đầu nó là dừng lại, nó bảo thầy dừng lại cho con hỏi đó, lúc đó xưng là con. Thế nó bảo rằng quy Tam Bảo rồi có được lấy vợ không? Tôi bảo rằng có, quy Tam Bảo nếu xuất gia như các thầy thì không được lấy vợ, nhưng mà quy Tam Bảo ở tại gia như các con thì được lấy vợ. Nhưng nó bảo rằng, nhưng mà quy Tam Bảo xong thầy cho con thì con cưới vợ của con về dưới kia để gì? Chúng con chung sống, bây giờ âm dương cách biệt, cứ phải đi lại vất vả lắm, trốn trốn tránh tránh khổ lắm. Thế mình nghĩ bụng, nếu mà cho nó cưới đồng nghĩa là nó bắt gì? Nó bắt cô ấy phải gì? Phải chết ngay sau khi quy Tam Bảo. Thậm chí có khi quy xong một cái nó bắt đi mà cô ấy chết tại chùa của mình thì mình chết thôi. Thì mình phải cúng cho người ta khỏi, cúng cho người ta chết thì mình chết. À, cúng khỏi bệnh thì không sao, nhưng cúng xong người ta chết ở tại chùa thì mình coi gì mang tiếng xấu cả đời, đi giải thích với ai được. Cho nên mình dừng lại, mình không quy nó, mình bảo không được. Nếu mà quy xong á thì gì, thì con phải thả người ta ra để cho người ta gì được tự do. Con yêu người ta thì phải gì khiến cho người ta hạnh phúc chứ, yêu người ta mà bắt người ta đau khổ điên điên khùng khùng bệnh hoạn hoạn như vậy. Nhưng nó bảo không, đây là cô ấy bệnh gì, cô ấy bệnh về thân ở trên này thôi, còn ở dưới cô ấy không bệnh đâu, với con ấy cô ấy đẹp lắm. Thế nhưng mà mình bảo không được, nếu mà quy xong mà con bắt người ta về dưới kia cưới người ta làm vợ luôn thì không được. Thế nó bảo nếu mà không được thì thôi con không quy nữa, dừng lại không quy nữa, tự nó bảo không quy nữa. Ca đấy là tôi bó tay, ca đấy là ca mà trong hai ca tôi thấy để bó tay về trường hợp là ma không thể giải quyết được. Vì nó đã tu thành tinh gì, hơn 3.000 năm nay để tìm vợ nó. Nó tu thành tinh, nó đã trì được đại bi thập chú từ dưới lên trên, các vị biết là nó như thế nào. Đấy, những cái vụ mà nó khủng khiếp như thế đấy các quý vị. Với một cái trường hợp nữa là ở tại xã Sơn Đông thì trường hợp này nó cũng, tôi cũng bó tay không thể chữa được. Là vì sao? Vì ông nội của cái gia đình đó trước đây thì giết sống người ta. Một đôi vợ, một đôi thì thanh nam thanh nữ tôi yêu nhau, nhưng cái ông đó ngày xưa là lý trưởng, thì cái cô cái đẹp, đẹp nhất làng, đẹp nhất vùng, mình bây giờ có thể là gì đi thi hoa hậu, đỗ hoa hậu ấy. Cho nên ông ấy muốn, thì già rồi có 3-4 vợ rồi vẫn muốn cô ấy làm vợ gì vợ lẽ, nhưng mà cô ấy không muốn. Cho nên sai người đem gói thuốc viện đến vứt vào cái nhà
người yêu của cô ấy và bắt cái thằng ấy. Và bắt cái thằng ấy và mà cả rằng nếu mày gì, mày bỏ con bé đấy và con bé đấy nhận lời làm vợ lẽ của tao thì tao sẽ gì? Sẽ tha cho, sẽ tuyên là gì? Vô tội. Nhưng mà cả hai đứa đều gì? Đều bảo là thằng kia nói là tôi không bao giờ làm cái việc đấy. Và cô kia cũng không đồng ý. Cho nên ông ấy là lý trưởng trong làng. Tôi nghe các cụ ấy kể rằng cái trường hợp đấy là trói và trôi sông Đồng Mô cho nắng cho đến gì? Bỏ đói cho gì? Để lên cái bè cây chuối trói ngửa lên thế và để bỏ nắng bỏ đói mấy ngày và chết xong, trôi xong. Trôi cái xong. Cho nên là ác như thế. Vì vậy sau khi á, cái dòng họ này nó còn bám cho đến cái đời cô ấy là đời thứ hai, thứ ba rồi mà không có con cái, mà nó cứ mỗi đời một người điên đến, nó cứ thỉnh thoảng nó điên một trận. Cái trường hợp đấy thì tôi cũng không chữa được đấy, không chữa được vì cái oán thù nó quá nặng. Khuyên họ quy tam bảo để bỏ đi, họ không nghe, họ nhất định là không nghe, họ nhất định phải mạng trả mạng cho họ không nghe, và họ báo oán cho đời đến đời con đời cháu để chấp để chút để chít sau này. Nó khủng khiếp, cái hận nó khủng khiếp như thế. Thì cái trường hợp đó là không được. Cho nên ở đây tôi nói với các vị, cái trường hợp đưa câu hỏi này thì tụng kinh, cái trường hợp này, cái chú bộ đội này thì tôi nghĩ nó dễ thôi. Không phải là cái dạng quỷ thần thành tinh thì họ cũng sẽ dễ thôi. Bởi vì ở chùa chúng ta là cũng từ năm ngoái năm kia, năm nay, từ cuối 2015 đến giờ, rất nhiều những trường hợp con trai 3, 4, thậm chí 50 tuổi không lấy được vợ, không lấy được chồng. Nhưng cứ có người yêu muốn cưới ấy, thì tự nhiên lại chán, lại bỏ nhau. Cứ như thế. Đây có Phật tử ở bên sông không nhỉ? Đó, bà tổ trưởng, tổ phó hay bà gì đấy. Hồi cuối năm ngoái đấy, trường hợp, 3 trường hợp. Cũng 27, 28, 30, 31, 32, rồi gần cái ba mấy rồi. Cứ yêu thì gần đến ngày gì? Bên kia đến hỏi thì tự nhiên hai bên hoặc là cô ấy hoặc là ai ấy tự là bỏ. Cứ như thế. Tôi bảo về tụng kinh Địa Tạng đi. Thế là về nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Thế là đến cuối năm vừa rồi thì ba người thì hai người cưới trong năm, một người ngoài rằm tháng riêng vừa rồi lập gia đình nốt. Thế là xong. Đây hỏi các Phật tử bên sông. Thế cho nên ở trường hợp này thì tôi cũng khuyên phải cái cô ấy, bảo cô ấy nhất tâm mà đọc tụng mà hồi hướng.